Âu Dương tiên sinh. Chuyện gì? Âu Dương tiên sinh, vừa rồi ta nhìn thấy huynh từ trên lửa gỗ phi xuống rồi mau chóng hóa trang. Sau đó hóa trang ra như vậy, thì ra đều là vì muốn cứu hoàng thượng. Nè đừng nói nữa, nếu không phải vì hoàng thượng ta có thể ăn mặc như vậy sao? Âu Dương tiên sinh, huynh vì nhà Thanh chúng ta mà hy sinh như vậy, phỉ thúy vợ xin được thay mặt hoàng thượng cảm tạ huynh. Ê, nè, cô đừng có làm vậy. Nè, bình thường cô diễu võ dương oai, làm vậy ta thấy không quen. Hơn nữa vì hoàng thượng, có thể làm chút chuyện cho hoàng thượng, ta chết cũng không tiếc, ta bằng lòng. Nên cô nhớ, đừng khách sáo như vậy hả? Nhưng mà Âu Dương tiên sinh, đừng có gọi ta là Âu Dương tiên sinh này nọ nữa, không thoải mái, gọi ta là Âu Dương Đức đi. Đi thôi. Trời ơi, làm cái gì mà xuất hiện như ma vậy? Bộ muốn hù chết ta hay sao? Hải Hàm tham kiến ma ma. Được rồi, miễn lễ đi, chúng ta còn có chuyện phải làm đó, đi. Trời ơi, ngươi làm cái trò gì vậy? Sao lại muốn cản đường ta? Tôi không muốn cản đường của người, tôi chỉ muốn nhìn mặt của người đang đứng đằng sau kia thôi. Khôi ngô quá. Khôi ngô gì chứ? Khôi ngô thì sao? Vậy vậy đó là... To gan, là ai ngươi cũng dám hỏi sao? Ngươi quản nổi sao? Nô tài tham kiến phỉ thúy cách cách. Ta không phải phỉ thúy cách cách. Ông nhận làm người rồi. Cách cách, người đừng có lừa nô tài nữa. Nô tài tuy tuổi đã cao rồi, nhưng mà mắt thì vẫn còn tinh tướng lắm. Miếng ngọc bội người đeo ở thắt lưng kia không phải của phỉ thúy cách cách thì là của ai chứ? Cái này... Nè đừng, tuyệt đối đừng nói miếng ngọc bội này không phải là của cách cách nha. Trời ơi, được rồi. Đây là công chúa của nhà Thanh đó thì sao? Ta cho ngươi biết nha Hải công công, hoàng thượng bệnh rồi, là muội muội ruột không lẽ không được vào thăm sao? Cũng tại sát hai nhĩ dương á, không cho phép ai vào hết. Cách cách mới khóc lóc cầu xin ta, ta mới cải trang cho người thành như vậy. Người sẽ giúp chúng ta có phải không? À, nô tài hiểu rồi. Nô tài biết rõ phỉ thúy cách cách luôn là hoàng muội mà hoàng thượng yêu thương nhất. Hải công công, nếu người đã biết ta là phỉ thúy cách cách, vậy có phải người bây giờ sẽ đi thông báo sát hại Nhĩ Dương không? Dạ, bẩm cách cách, nô tài từ khi vào cung tới nay một lòng muốn phụng sự hoàng thượng, nhưng không ngờ bị hãm hại, bắt đi làm thái giám tắm ngựa ở Ngự Mã Cửu, đã phải làm suốt mười mấy năm nay rồi. Giờ có vinh hạnh được phép hầu hạ cho hoàng thượng, hầu hạ cho hoàng thượng là vinh hạnh cả đời này của nô tài. Nô tài bằng lòng lao vào biển lửa, đầu rơi xuống đất, thịt nát xương tan cũng quyết không từ. Không những như vậy, nô tài còn biết có ơn phải báo, kết cỏ ngậm dành, làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống chảo dầu, nô tài quyết không chớp mắt. Người giỏi quá ha, cùng một lúc mà nói được biết bao nhiêu thành ngữ. Trời ơi, một ngày hắn nói tới mấy chục lần tôi cũng thuộc luôn rồi. Hải công công à, người nói với ta nhiều như vậy, có phải muốn cho ta biết người sẽ không nói cho sát hai Nhĩ Dương không? Bẩm cách cách, nô tài tuy là tổng quản nội vụ do sát hai Nhĩ Dương đề bạt, nhưng mà nô tài phát hiện sát hai Nhĩ Dương lòng dạ lan xối. Tôi cũng là một con dân của nhà Thanh, tôi nguyện phụng sự hoàng thượng, nguyện lao vào biển lửa. Được rồi, còn nói nữa là trời tối luôn đó. Bây giờ chúng ta phải đi ngay, đi gặp hoàng thượng. Dạ, nô tài nhiều lời rồi. Đi thôi. Đi thôi. Mau lên. Trời ơi, ngự hoa viên này thật sự là quá lớn. Đúng vậy. Nhìn kìa, bên đó còn đẹp hơn nữa. Chúng ta qua đó xem thử đi. Trời ơi, huynh đừng có đi qua đó. Ta có thể không qua sao? Hả? Ngày nào cũng thấy họ đi dạo chỗ này đi dạo chỗ kia, lôi kéo kéo. Ta thấy trong lòng khó chịu lắm. Trời ơi, huynh thử nghĩ đi, huynh mà qua đó thì chúng ta không phải sẽ công cốc hết hay sao?
Trời ơi, chỗ này đúng là đẹp quá mà. Ta đã nói rồi mà. Ta có thể nhìn thấy qua, đúng là quá đẹp. Là hoa màu vàng đó. Phải phải. Trời đất ơi, này nhìn kìa. Trời ơi, hoa ở đó cũng đẹp quá chừng luôn. Là hồng hồng. Phải phải. Ý trời ơi, ngài nhìn mấy cái cây bên kia, xanh tươi quá chừng kìa. Đúng là đẹp thật đó. Đúng vậy, rất là xanh. Trời ơi, hôm nay trời đẹp quá đi. Màu trời xanh ngắt, mây bay trắng xóa, gió thổi tươi đẹp. Gió sao? Gió thì làm sao đẹp chứ? Bốn Dương chưa từng nghe ai nói như vậy. Ngài đó, không hiểu chút gì về tình thơ ý họa. Đây là ẩn dụ, ngài có hiểu không? Ngài có hiểu không vậy? Hiểu mà. Trời ơi, tiểu mỹ nhân, nàng coi nàng nổi giận rồi dẫm chân một cái. Trời ơi, so với bình thường còn đáng yêu hơn, mê hoặc hơn nữa đó. Ngài khéo nịnh lắm. Ê, không lẽ nàng không thích nghe nịnh sao? Đương nhiên là thích. Ngài coi hoàng thượng cả ngày cứ luôn bận rộn, không hề biết nói đùa gì hết. Ta đây thật sự là ngày nào cũng cảm thấy chán vô cùng, nhạt nhẽo vô cùng. Đúng vậy. Nếu như ta chỉ nói là nếu như thôi. Nếu như có một ngày hoàng thượng xảy ra chuyện gì đó, bổn vương sẽ cưới Đức Phi làm thê tử, nàng có bằng lòng không? Trời ơi, không phải ta đã nói rồi sao? Sát hai nhĩ vương ngài đã có 36 thê thiếp. Ta không thèm làm tiểu thiếp thứ 37 của ngài đâu. Không. Ý ta muốn nói, có một ngày khi ta lên cao hơn, tới lúc đó ta nhất định phong cho nàng làm. Phong ta làm gì chứ? Nàng đoán xem. Hiền phi? Không. Thục phi? Không. Quý phi? Không. Hoàng hậu? Chuyện này khoan hãy nói ra, nếu truyền ra ngoài sẽ bị chém đầu đó. Ngài còn sợ sao? Một chức vị còn cao hơn cả Đức Phi này, ngoài chức Thục Phi, Quý Phi và Hoàng hậu thì còn chức gì nữa chứ? Ngài mau nói cho ta biết đi. Yên tâm đi, tới lúc đó nàng sẽ biết thôi. Trời ơi, không chịu, ta muốn biết ngay bây giờ. Trời ơi, Đức Phi à, chuyện mà bổn vương hứa với nàng nhất định sẽ làm được. Nhưng mà bây giờ nàng phải đi làm một chuyện giúp bổn vương. Nhất định phải tìm được Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ hả? Chuyện đó thì ta đã dặn dò nãy nương rồi, bà ấy sẽ đi làm giúp cho ta. Nếu tìm được Ngọc Tỷ thì sẽ ổn thỏa hết. Ổn thỏa? Ổn thỏa thế nào vậy? Ta sẽ có thể lấy nàng. Lấy ta sao? Ngọc Tỷ thì liên quan gì tới hai chúng ta chứ? Không lẽ là ta lấy được Ngọc Tỷ của Hoàng thượng đóng dấu lên thì sẽ có thể chia tay Hoàng thượng, sau đó sẽ gả cho ngài sao? Ê trời ơi, làm gì đơn giản như nàng nói chứ. Nếu ta muốn lấy nàng thì nhất định phải có Ngọc Tỷ. Trời ơi, chuyện này á, bây giờ nàng cứ mau chóng tìm Ngọc Tỷ cho bổn vương đi. Nàng giúp bổn vương đi. À phải rồi, nàng từng thấy Ngọc Tỷ chưa? Phải rồi. Ta đã từng lấy Ngọc Tỷ đó đi đập quả hồ đào. Lấy thứ đó để đập hồ đào cực kỳ tiện luôn, vừa dễ lột vỏ, ăn ngon lành, hồ đào lại rất là thơm, ta không thể nào quên được. Cho nên là sau này ta sẽ tặng Ngọc Tỷ lại cho nàng, để nàng mỗi ngày cách đập quả hồ đào. Nhưng mà nếu lấy Ngọc Tỷ đi đập quả hồ đào thì làm sao mà làm gì? Tới lúc đó đổi cái khác là được rồi. Hay lắm, cái đuôi của lão hồ ly này cuối cùng cũng đã lòi ra rồi. Ông muốn thay đổi triều đại sao? Đừng có hòng, Bạch Như Sương này sẽ là người đầu tiên không tha cho ông. Tiểu thạch tử tham kiến phỉ thúy cách cách. Miễn lễ. Hoàng thượng, phỉ thúy đã về rồi. Muội chính là phỉ thúy mà huynh thương yêu nhất đi. Hoàng thượng, huynh tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, mau đánh muội đi, huynh mắng muội nghịch ngợm, cứ bỏ ra ngoài cung chơi. Hoàng thượng, huynh tỉnh lại đi.
Đừng quá đau lòng. Đau lòng cũng vô ích thôi. Tiểu đà tử, hoàng thượng cứ luôn hôn mê bất tỉnh như vậy sao? Cách cách, ban ngày nô tài chăm sóc hoàng thượng, nhưng tới buổi tối Hải công công sẽ tới chăm sóc hoàng thượng. Nô tài hoàn toàn không thể nào ở lại đây suốt cả một đêm được. Sao hả? Cậu ấy nói rất đúng. Tới ngay cả ta vào lúc buổi chiều cũng có người tới kêu ta về nghỉ. Ta tranh thủ lúc nghỉ ngơi âm thầm quay về huyện Tam Hà để đưa cô về hoàng cung. Sự việc sao thành ra như vậy được? Sao lại thành ra như vậy? Tiểu thái tử, hoàng thượng bệnh như vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Cách cách, Âu Dương Đức tiên sinh nói hình như hoàng thượng bị trúng độc. Trúng độc? Âu Dương tiên sinh, hoàng thượng thật ra đã trúng độc gì? Ta cũng chưa biết được. Âu Dương tiên sinh, tôi thật sự hy vọng huynh có thể nghĩ cách cứu được hoàng thượng. Yên tâm đi, hoàng thượng hiện thời sẽ không gặp nguy hiểm. Ta đã thử làm rất nhiều cách để giải độc này, nhưng mà ta vẫn còn phải đi hái một ít thảo dược. Khi ta không có mặt ở đây, phải chăm sóc hoàng thượng cẩn thận. Đừng có ra ngoài để bất cứ ai nhìn thấy. Đã hiểu chưa? Huynh yên tâm đi, ta biết rồi. Cách cách, theo nô tài thấy, người vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi đây. Nếu để cho sát hai Nhĩ Dương phát hiện người ở đây thì sẽ phiền phức đó. Ta sẽ không đi đâu. Cho dù ra sao, ta cũng phải ở bên cạnh hoàng thượng. Cho dù có đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi.